Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa mới có chỉ thị tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương, đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ các quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hướng dẫn người dân nhận biết sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm đã được kiểm soát và chứng nhận an toàn thực phẩm. Cùng với đó thì đẩy mạnh việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm an toàn, địa chỉ bán sản phẩm an toàn để người tiêu dùng tiếp cận và lựa chọn. Tổ chức kiểm tra, thanh tra đột xuất về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản có nguy cơ cao, tiêu thụ nhiều trong dịp Tết để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các đơn vị tổ chức phải tiếp nhận, xử lý và thông tin kịp thời về các sự cố mất an toàn thực phẩm xảy ra tại địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm và sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn. Các chi cục chăn nuôi thú y tăng cường thanh kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là việc lạm dụng chất cấm, thuốc an thần tại các cơ sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức trinh sát, điều tra, thu thập thông tin, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.